Dạ con chào sư, mong sư Hoa Nghị giải đáp thắc mắc giúp con. Nhà con theo Phật giáo Bắc Tông, trên bàn thờ Tam Bảo con thờ Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni và các vị Phật khác như Di Đà, Quan Âm, nhưng con muốn tụng kinh Nhật Hành của Phật giáo Nam Tông. Con có thể ngồi trước và Tam Bảo Bắc Tông tụng được không? Dạ, tụng bình thường. Dạ, tụng bình thường. Khi mà sư đi tới các chùa của các vị Phật giáo Bắc Tông, khi mà sư đi tới chùa của các vị Phật giáo Bắc Tông á, thì sư vẫn đánh lễ bình thường. Tại vì sao? Mình thấy ở đâu có Phật Thích Ca là bổn sư của mình là mình đánh lễ. Còn ở xung quanh họ có thờ rồng, thờ rắn, thờ Tôn Ngộ Không, cái gì là chuyện của người ta. Mình thấy Thế Tôn, thấy Phật là mình đánh lễ ngài thôi. Ha, đơn giản như thế. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.